thiết kế chip của riêng mình. Hãng Tin Bloomberg cho biết các nhân viên của hãng thiết kế chip Arm đã được thông báo tạm dừng tất cả các hợp đồng, các hoạt động hỗ trợ và bất kỳ cam kết nào với hãng công nghệ Trung Quốc Huawei do lệnh cấm các hoạt động thương mại với Huawei từ phía Mỹ. Trước đó chính phủ Mỹ đã cấm bất kỳ công ty Mỹ nào giao dịch với Huawei mà không có sự cho phép của chính phủ Mỹ. Trong khi đó, ARM lại là một công ty của Anh và đã được hãng viễn thông Softbank, Nhật Bản mua lại vào năm 2016 cả Anh và Nhật Bản đều là những đồng minh thân cận với Mỹ, do vậy không quá ngạc nhiên khi ARM ngừng hợp tác với Huawei theo yêu cầu của chính phủ Mỹ. Bên cạnh đó, một số mẫu thiết kế chip của ARM được làm ra tại các trụ sở của ARM đặt tại Mỹ, do vậy ARM cũng sẽ phải tuân thủ theo các yêu cầu từ chính phủ Mỹ. ARM đang tuân thủ theo tất cả các quy định mới nhất do chính phủ Mỹ quy định, một phát ngôn viên của ARM cho biết. Tuy nhiên người này không tiết lộ gì thêm chi tiết về quyết định ngừng hợp tác với Huawei đại diện huawei cũng đã lên tiếng bình luận về quyết định ngừng hợp tác từ phía arm chúng tôi đánh giá cao mối quan hệ chặt chẽ của chúng tôi với các đối tác của mình nhưng nhận ra những áp lực mà một số họ phải chịu do kết quả của các quyết định có động cơ chính trị chúng tôi tin tưởng rằng tình trạng đáng tiếc này có thể được giải quyết và ưu tiên của chúng tôi vẫn là tiếp tục cung cấp công nghệ và sản phẩm đẳng cấp thế giới cho khách hàng trên toàn cầu hiện vẫn chưa rõ quyết định của arm được đưa ra chỉ vì lo ngại các lệnh trừng phạt từ chính phủ mỹ hoặc thực hiện theo yêu cầu trực tiếp từ chính phủ mỹ nếu vì lý do thứ hai thì ARM sẽ không thể tự quyết định được việc hợp tác trở lại với Huawei hay không mà sẽ phải chờ sự đồng ý từ chính phủ Mỹ. Huawei có thể sống thiếu Google, nhưng không thể thiếu ARM. ARM là ông lớn công nghệ tiếp theo ngừng hợp tác với Huawei vì những lo ngại từ chính phủ Mỹ, trước đó có thể kể đến Google, Intel, Qualcomm hay Broadcom. Vào thời điểm có thông tin Google sẽ ngừng hợp tác với Huawei và rút giấy phép sử dụng nền tảng Android. Huawei đã chấn an rằng mình sẽ tự phát triển một nền tảng di động riêng. Khi Intel hay Qualcomm tiếp bước Google, ngừng hợp tác với Huawei thì đây cũng không phải là vấn đề quá quan trọng khi mà hiện tại Huawei đang sở hữu V-Silicon, công ty chuyên thiết kế và sản xuất chip cho Huawei. Tuy nhiên, khi đến lượt ARM ngừng hợp tác với Huawei thì đây thực sự là một vấn đề nghiêm trọng với hãng công nghệ Trung Quốc khi nhiều khả năng Huawei sẽ không còn có thể tự tiếp tục phát triển chip cho riêng mình. ARM hiện đang là công ty thiết kế kiến trúc cho cả chip vi xử lý CPU, lẫn vi xử lý đồ họa GPU, sau đó bán bản quyền thiết kế này cho các hãng công nghệ để có thể tự xây dựng những chip xử lý của riêng mình. Hiện ARM có thể xem như là nguồn sống cho thị trường smartphone, khi hầu như tất cả các loại vi xử lý di động trên thị trường, từ Qualcomm, MediaTek, Exynos của Samsung hay Apple, đều được xây dựng dựa trên kiến trúc chip của ARM. Huawei cũng không ngoại lệ. Mặc dù Huawei đã có thể tự thiết kế và sản xuất chip, tuy nhiên Huawei vẫn đang phải mua bản quyền thiết kế kiến trúc chip từ phía ARM để tự phát triển chip cho riêng mình. Việc ARM ngừng hợp tác với Huawei đồng nghĩa với việc sẽ không tiếp tục bán bản quyền thiết kế chip và bộ hướng dẫn của hãng cho Huawei. Lúc này Huawei sẽ tan giấc mộng tự thiết kế chip để sử dụng cho riêng mình mà không cần phụ thuộc vào các đối tác tại Mỹ. Hiện tại Huawei vẫn chưa có giải pháp nào để thay thế ARM, nhưng không đồng nghĩa với việc Huawei sẽ phải bỏ cuộc trên thị trường di động. Giờ đây Huawei thay vì sử dụng chip do riêng mình thiết kế thì có thể đặt hàng và sử dụng chip của các hãng khác như Exynos của Samsung. Tuy nhiên điều này cũng rất khó xảy ra khi không loại trừ khả năng Samsung cũng bị buộc phải nghỉ chơi với Huawei. Có thể nói giờ đây Huawei đang lâm vào tình trạng hết sức khó khăn. Hãng có thể sống mà không cần đến Google bởi có thể xây dựng nền tảng di động khác để thay thế Android, nhưng để tồn tại mà không có ARM để tự phát triển chip của riêng mình, Huawei sẽ lại càng mất đi sự tự chủ và hoàn toàn có thể bị gục ngã. Tê Thùy.